lần đầu tiên cho mặt thay mặt anh chị Duy An, chị Thu Thủy xin gửi đến tất cả quý vị công khách có mặt trong chương trình ngày hôm nay lời cảm ơn, lời chào trân trọng nhất ạ. Và yêu nhau kể từ lúc như thế ạ. Mối tình của anh chị ấy thật là vô cùng là lạ lùng. Yêu nhau từ bãi xe. Cho nên mới thấy được tình yêu dù xa cách bao nhiêu, dù lạ lùng đến bao nhiêu thì luôn luôn là một vấn đề. Trước khi buổi tiệc bắt đầu thì anh Duy An và chị Thủy cũng có một vài lời đến tất cả quý vị. Bạn bè đồng nghiệp của tôi rất là em tới tham dự buổi tiệc bác sĩ của tụi em ngày hôm nay. Em cảm ơn mọi người. Mọi người ăn ngon miễn. Chúng tôi cho một tràng vỗ tay thật là to cho cặp quê hương hạnh phúc. Xin cảm ơn anh Duy An và chị Thu Thủy. Xin mời anh chị trở về hội trường để tiếp đón bạn bè của mình. Một lần nữa nhà hàng Vườn Quê xin thay mặt anh Duy An và chị Thu Thủy.